đặt câu hỏi. Thầy ơi, em năm nay 21 tuổi. Rồi, chào Mai Huỳnh, năm lâu lắm rồi không thấy em đâu. Em đang học đại học và đã khởi nghiệp rồi. Cũng có văn phòng, có nhân viên. Em có sớm quá không thầy? Em có nên dừng lại để học hỏi trau dồi thêm kiến thức hay làm tiếp không ạ? Em cảm ơn thầy. Xin thưa với các anh chị rằng hiện nay tỷ lệ mà khởi nghiệp thất bại khoảng 80%. Cứ 10 doanh nghiệp mở ra thì 8 doanh nghiệp bị đóng cửa sau khoảng 3 năm. Thế thì mọi người mới hỏi tôi rằng là như vậy thì chúng ta có nên khởi nghiệp hay không? Mới cái chương trình tôi tọa đàm trên VTC1 thì mọi người mới hỏi rằng là vậy thì có nên khuyên bạn trẻ khởi nghiệp hay không? Thì câu trả lời của tôi chắc như vậy, vẫn phải khởi nghiệp. Vì bản chất của sự thành công chính là đẩy nhanh sự thất bại. Vậy nếu bạn khởi nghiệp mà bạn thất bại, năm 19 tuổi bạn thất bại một lần, năm 25 tuổi bạn thất bại một lần, năm 30 tuổi bạn thất bại một lần, thì từ đấy tôi tin chắc bạn sẽ là người cực kỳ trưởng thành. Nhưng nhớ, thất bại không có nghĩa là mất xác. Ngã thì được ngã, nhưng đừng có gãy xương, đừng có què cụt là được. Tức là nếu phá sản thì phá sản bằng cái tài sản mà mình vay mượn bố mẹ độ khoảng 100 triệu thì được. Nhưng mà đẩy bố mẹ mình ra đường mà cắm nhà đất thì như vậy là không được. Tức là biến cuộc đời lao động của bố mẹ mình thành học phí cho mình thì rõ ràng đấy là việc làm tội ác. Nhưng nếu như mà bỏ ra phạm vi 50-100 triệu mà bốn chú góp lại khoảng 400 triệu để khởi nghiệp thì rõ ràng là cái việc đấy là việc nên làm. Và thất bại càng sớm thì thành công nó đến càng đến sớm, chứ không phải là có nghĩa là tôi chưa từng thất bại thì có nghĩa là tôi thành công đâu. Không phải. Tôi lấy ví dụ như bác nông dân, là nếu trong suốt cả cuộc đời bác thì không bao giờ thất bại. Và thất bại lớn nhất của bác là mất mùa thôi, chứ không bao giờ mất tiền. Mất mùa có nghĩa là thu nhập nó thấp hơn thôi. Nhưng chỉ có điều là bác cả đời bác không bao giờ thất bại. Nhưng thứ mà bác duy trì ổn định nhất đó là nghèo ổn định. Thế thì tôi chúc các bạn rằng là hãy mạnh dạn lên, đừng sợ thất bại. Vì vậy là thất bại chính là mẹ của thành công. Hãy đẩy nhanh sự thất bại càng sớm càng tốt. Vì vậy hãy làm đi, đừng sợ hãi. Rồi, chúc bạn thành công, cảm ơn bạn nhiều. Rồi, Hà Thế Đạt có đặt câu hỏi. Thầy ơi, em hỏi thầy tí ạ. Rồi, hai tí cũng được. Làm sao để sống thoải mái hơn và thôi thúc cho đam mê của mình càng nhiều hơn ạ? Thực ra cái này thì bạn hỏi này là hơi xương. Tức là vừa sống thoải mái hơn mà lại vừa thôi thúc cho đam mê. Thì rõ ràng ở đây về mặt nhận thức của bạn nó đã bị sai ngay trong cái câu hỏi của bạn rồi. Tôi chia sẻ với bạn là thực ra đã gọi là đam mê thì vốn dĩ của những kẻ đam mê đều là đau khổ cả. Nếu theo góc nhìn của những người xung quanh, chỉ có kẻ đam mê mới thấy mình sướng thôi. Ví dụ có người thấy tôi làm một ngày 10 tiếng thì có người hỏi rằng là thầy ơi, sao thầy phải khổ thế? Thế thì tôi hỏi là sao anh biết tôi khổ? Họ bảo là em thấy thầy làm quần quật từ sáng mà đến tận tối, vậy thì thầy không thấy khổ à? Tôi bảo vấn đề là tôi không thấy khổ, còn bạn là bạn đứng ngoài bạn thấy khổ, bởi vì tôi làm bằng đam mê. Còn bạn là gì ạ? Làm là bạn phải làm, còn tôi gì ạ? Được làm. Vậy thì góc nhìn của mỗi người khác nhau. Còn bạn nói đam mê mà bạn muốn làm trong thoải mái thì tôi khẳng định không có cái gì là thoải mái đâu. Bởi vì nếu bạn biết bơi thì xuống nước việc đầu tiên của bạn là không thoải mái. Nhưng ngay kể cả bạn bắt đầu biết bơi mà bạn muốn bơi nhanh hơn thì bạn rèn luyện, bạn chắc chắn bạn cũng cảm thấy không thoải mái. Cũng giống như Ronaldo, tất cả mọi người đi đá bóng thì đến hết giờ tập thì mọi người về rồi thì anh ta vẫn còn ở lại tập. Vậy thì chắc chắn với mọi người rằng anh ta đau khổ. Nhưng nếu là đam mê thì anh ta ở lại sân tập trong niềm vui và bạn cứ nghĩ rằng là đau khổ. Và rõ ràng bạn họ mất đi một cái thời gian để chơi với bạn bè, nhậu nhẹt, bia bọt thì rõ ràng là họ cũng không hề thoải mái, bởi vì rõ ràng chơi sướng hơn làm. Nhưng vậy thì cái đam mê của bạn nó phải đủ sức mạnh hơn là những trò chơi, hơn là những quán bữa nhậu thì mới gọi là đam mê.
Còn nếu cái đam mê công việc của bạn mà nó vẫn không bằng một bữa nhậu, vẫn không bằng một tiếng hú của thằng bạn đến, vẫn không bằng một cô gái hấp dẫn, thì đâu còn gọi là đam mê nữa. Mà chúng ta cứ nhầm cái khái niệm đam mê. Cho nên việc đầu tiên là bạn hỏi như vậy là tôi đã khẳng định với bạn rằng bạn chưa đủ đam mê. Và đã đủ đam mê là bạn phải thắng được tất cả các cám dỗ, các bữa nhậu, những cô gái, những đồng tiền không trong sạch. Ví dụ đang làm này ít tiền mà nhìn thấy thằng bạn xung quanh nó đếm tiền ở trên Face mà mình tâm mình vẫn định được, thì đấy mới gọi là đam mê chứ. Còn nếu không thì trở thành đam mê tiền chứ không phải là đam mê công việc. Vì vậy là bạn phải chuẩn hóa cái khái niệm trong não mình trước nha. Và chúc bạn sớm tìm được cái chân lý của sự đam mê. Rồi, cảm ơn bạn. Minh Quang Vũ có đặt câu hỏi: em muốn xây một startup về giáo dục cho học sinh tương đồng với Học viện Siêu Việt Nam nhưng dành cho đối tượng học sinh. Em đang làm sinh viên, muốn phát triển bản thân trước khi dạy người khác. Bước chân đầu tiên em nên bắt đầu từ đâu ạ? Rồi, cảm ơn bạn. Một trong những cái bạn đang làm cái việc này thì tôi cho rằng là tôi rất khuyến khích. Bởi vì đây là một cái việc mà sẽ giúp cho, nếu nhiều người suy nghĩ như thế này thì chắc chắn đất nước ta sẽ phát triển. Bởi vì thế hệ trước sẽ có suy nghĩ dẫn dắt thế hệ sau thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Nhưng mọi phước báu đều đến từ trí tuệ chứ không phải phước báu đến từ nhiệt tình. Thế nào gọi là phước báu đến từ trí tuệ? Tức là bạn phải là người làm được thì bạn mới giúp người khác được. Còn nếu bạn chưa làm được mà bạn nhiệt tình bạn giúp kẻ khác thì có khi bạn đang gây tội ác chứ không phải là phước báu. Thế thì ở đây là tôi nhắc lại, phước báu đến từ trí tuệ chứ không phải phước báu đến từ nhiệt tình. Vậy việc đầu tiên trong cái quá trình mà để mà làm thay đổi người ta và làm cho người ta tốt lên thì bạn phải là người làm gương. Vậy bạn muốn dạy cho học sinh lĩnh vực gì thì việc đó, việc đầu tiên là bạn phải làm được cái việc đó đã. Cũng giống như tôi đi dạy người khác để trở thành doanh nhân thì bản chất tôi phải là doanh nhân và thành công với doanh nghiệp của mình đã thì hãy đi dạy. Còn kẻ nào chỉ đi dạy và đứng ở xa chỉ bảo thì tôi tin chắc khi lội xuống chưa chắc đã bơi được đâu. Mà bạn lại đi theo một cái thằng không biết bơi và nó chỉ bơi thì rõ ràng là bạn đang học một cách tôi gọi là duy ý chí liều lĩnh. Cho nên là hãy học những người họ làm được, đừng học những kẻ nói được. Tôi nói như vậy tôi không có động chạm đến ai đâu, nhưng rõ ràng trong cuộc sống là tất cả các ngành nghề là đều phải thế cả. Thế thì bạn phải làm được rồi hãy đi dạy. Đây là cái câu chuyện lịch sử rất nhiều anh ở Học viện Siêu Việt Nam. Tôi cũng muốn dạy doanh nhân nhưng mà sau đó là cứ qua bài test của tôi thì các anh phải dừng lại ngay. Bởi vì nếu mà không làm được, qua được cái vượt qua một vài việc tôi giao về mặt kinh doanh thì cấm chỉ đi dạy. Bởi vì đi dạy như thế là hại người ta chứ không phải là mang lại cái sự tốt lành cho người ta. Và chúc bạn thực hiện được cái sứ mệnh của mình. Và việc đầu tiên bạn phải làm được, việc thứ hai hãy đi dạy người khác. Chúc bạn thành công. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn Dương Quang Vũ có đặt câu hỏi: em chào thầy, thầy cho em hỏi về việc tham gia khóa học chuyên sâu trong thời gian đi làm. Khi mình đã xác định được nhu cầu học tập thì mình nên dành bao nhiêu tiền hoặc bao nhiêu phần trăm lương để trau dồi ạ? Em gặp phải vấn đề là từng dành nhiều tiền để đi học rồi, mất kiểm soát tài chính và ảnh hưởng cả thời gian đi làm. Em rất thích và theo dõi gần như toàn bộ video của thầy trên YouTube ạ. Em cảm ơn thầy. Chúc thầy buổi tối an lạc ạ. Tôi chia sẻ là bản chất đi học chính là phương tiện. Chính là một khoản, và học tập là một phương tiện. Và học phí bỏ ra để học một khóa học chính là đầu tư. Và nguyên tắc của đầu tư là thu hồi vốn. Nguyên tắc của đầu tư là thu hồi vốn. Vậy nếu bạn bỏ tiền đi học một khóa học mà bạn không thu hồi được vốn thì vấn đề đầu tiên của bạn là bạn chưa biết tìm khóa học. Chứ không phải vấn đề các thầy. Và có một quy luật chung nhất là cứ 10, tức là 80-20, cứ 10 thầy dạy thì chắc là chỉ có 2 ông thầy dạy mà phù hợp với cơ địa của bạn thôi. Chứ chưa chắc có 8 ông thầy kia đã phải là ông thầy ngu đâu. Nhưng mà có điều nó phù hợp với cơ địa của bạn, tức là tầng bậc của bạn. Ví dụ thế,
Thế là mình học lớp 2 thì mấy ông giáo viên dạy lớp 3 thì mình hiểu, chứ dạy lớp 10 thì chưa chắc mình đã hiểu. Thì vấn đề ở đây là không phải là cứ đi học là tốt, mà chọn những khóa học phù hợp là tốt. Nhưng phải hiểu quy luật là cứ 10 thầy thì chỉ có 2 thầy dạy được cho em thôi, chứ đừng mong chờ là 10 thầy. Thế thì như vậy là em bị mất kiểm soát tài chính, đồng nghĩa với việc em đầu tư mà không thu hồi được vốn. Vậy thì từng giai đoạn một, hãy học đúng cái khóa học mình cần. Nguyên tắc mình vẽ cái sơ đồ tư duy ra. Làm việc đầu tiên để em làm nhân viên kinh doanh thì em cần những kỹ năng gì của nhân viên kinh doanh? Ví dụ, kỹ năng tìm kiếm data, kỹ năng phân tích tâm lý khách hàng, kỹ năng telesale, kỹ năng tư vấn khách hàng, kỹ năng làm bộ công cụ email để gửi cho khách hàng, kỹ năng chốt sale, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng lần 2, khai thác lần 2, vân vân. Tất cả những cái kỹ năng đó thì rất cần, và những cái bảng lưu vết dữ liệu khách hàng để làm tài sản cho bản thân mình. Thì tất cả những cái thứ đó là chúng ta nên học những cái thứ nhỏ nhỏ thôi. Chứ lại đùng cái lại thích học những cái khóa mà gọi là giám đốc kinh doanh của thầy Tuấn, cứ học xong về lại không hiểu. Mà nguyên tắc đi học mà không hiểu là có nghĩa là thằng thầy ngu, chứ không bao giờ mình ngu. Có một cái kỳ diệu như vậy, tức là cứ đi học mà hiểu mà làm được ngay thì có nghĩa là mình thông minh. Nếu đi học không hiểu về làm thất bại thì là thằng thầy ngu. Đấy, thế thì tôi cũng chia sẻ với bạn rằng là bạn nên chọn đúng khoa học. Và nếu như thực sự chưa có tiền mà để mất kiểm soát về tài chính vì đi học thì bạn phải bình tĩnh lại. Có nghĩa là bạn cần phải đi làm một thời gian, xong sau đó với gì ạ? Với chọn khoa học để đi học và đủ trưởng thành. Và nó mất thời gian như vậy đủ về lượng mới thay đổi về chất được. Chứ đừng dục tốc bất đạt. Tức là mình chưa làm nhân viên tốt mà mình cứ đòi chăm học các khóa giám đốc với lại khóa siêu quản trị, thì rõ ràng là nó không phù hợp với các bạn. Rồi, chúc bạn thành công. Bạn Nguyễn Văn Giáp có đặt câu hỏi là: thầy cho em hỏi về cơ chế khoán trong sản xuất ạ. Công ty em có xưởng sản xuất đồ gỗ mà đặc điểm công việc là phải có một thợ chính và một thợ phụ mới làm được một sản phẩm chính. Vì thế mà em đang khó xây dựng KPI cho từng cá nhân trong sản xuất, thầy ạ, mong thầy tư vấn giúp em ạ. Trong sản xuất thì cơ chế khoán được chia như sau. Đội ngũ lao động trực tiếp thì chúng ta sẽ khoán theo khối lượng và chất lượng sản phẩm nghiệm thu. Vì vậy nếu có thợ chính và thợ phụ thì ví dụ khối lượng sản phẩm đóng được một cái bàn chúng ta khoán là 1.000, thì chúng ta định ra là thợ phụ được 3 phần 3 đồng và thợ chính được 3 đồng, thợ phụ được 1 đồng. Như vậy là tỷ lệ 7-5, 25%. Thì như vậy là hai ông ấy phải thỏa thuận với nhau và đồng thời có sự chứng giám của mình thì khoán xuống, thì như vậy. Và tương tự như vậy trong đội nhóm, nếu là 5 người thì mình xác định ông thợ cả ăn hệ số 5, ông thợ thứ hai ăn hệ số 3 và ông thợ học việc hoặc phụ việc ăn hệ số 1, thì cộng tất cả hệ số của các ông ấy lại thành tổng hệ số của nhóm, xong lấy tổng số tiền ông ấy được khoán, nhận khoán được trong một tháng thì chia cho đội nhóm, chia cho tổng hệ số của đội nhóm, rồi nhân ngược lại với hệ số của từng chú, thì nó sẽ ra được gì ạ? Được thu nhập của từng chú theo đúng cái tầng bậc và giao cho một ông trưởng nhóm, ông ấy quản lý. Đối với đội ngũ thứ hai, tầng bậc khoán thứ hai là khoán cho cái đội ngũ mà quản lý nhà máy hoặc xưởng sản xuất, thì cái đội đấy là đội phải ăn theo doanh thu của xưởng sản xuất. Thì như vậy các ông mới sắp xếp một cách khoa học để tạo ra cái xưởng sản xuất đấy nó tối ưu nhất, tạo ra nhiều sản phẩm nhất và đạt được cái hiệu quả tốt nhất để mang doanh thu lại. Thì như vậy là sẽ có hai cơ chế khoán. Một là khoán theo khối lượng và chất lượng công việc, tức là người ta gọi là khoán theo sản phẩm đấy. Và thứ hai là khoán theo doanh thu của toàn bộ xưởng. Và toàn bộ cái công thức này thì các anh chị phải xây dựng một cách chi tiết, chứ không thể đây là tôi nói theo kiểu mà tạm thời là trên cái livestream này tôi nói theo kiểu mà bốc thuốc vậy thôi. Nhưng để ngồi như vậy thì các anh chị phải tính tâm lý của đội thợ, phải tính cái lịch sử của đội thợ của mình, họ thu nhập ra làm sao và cái tầng bậc nhận thức của họ như thế nào, để chúng ta đưa ra những con số trong cái bảng cơ chế khoán, để tránh tình trạng bị họ khoán xong một phát là họ bùng, họ chạy hết thì đã ăn đòn rồi ạ. Chúc anh thành công với cơ chế khoán và dứt khoát phải khoán. Dù kiểu gì thì cũng phải khoán đi, thì như vậy hệ thống nó mới phát triển được. Và đặc biệt là anh siêu thoát khỏi doanh nghiệp anh, chứ không thì anh ra doanh nghiệp nó thành địa ngục của cuộc đời mình. Rồi, cảm ơn anh. Nguyễn Trần,
Xin phép cả nhà thì ạ. Anh Hiếu ơi. Xin phép cả nhà thì ạ, tuần lấy công nước ạ. Anh Hiếu ơi. Lấy cho bố công nước nào. Khẩn trương. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta tiếp tục. Cả nhà nghe thấy có dùng được không ạ? Mọi người thấy có dùng được không ạ? Tôi đang lo máy nó đang thế nào sạc nó lại chạy vào lại không kịp so với điện nó sổ xuống đây này. Đang là sợ những cái đang livestream nó sập phát thì chết. Rồi, cảm ơn anh Thành Sơn. Bình thường vẫn còn dài chứ. Rồi, cảm ơn anh Hiếu. Vâng, rồi. Rồi, chúng ta hy vọng là với những cái chia sẻ này thì anh em có thể dùng được trong doanh nghiệp của mình và dùng ứng dụng được trong cuộc sống của bản thân để giúp cho mình hạnh phúc hơn, sống tốt hơn mà vẫn mang lại giá trị cho xã hội rồi ạ. Bạn Nguyễn Trần có đặt câu hỏi là em chào thầy, thầy cho em hỏi làm sao tìm được công việc phù hợp với mình. Em cảm giác có nhiều công việc nếu mình tập trung thì có thể làm được nhưng không có được niềm vui cũng như động lực. Em cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe. Thực ra trong cuộc đời tôi thì đến bây giờ thì tôi cũng làm được khoảng chắc là các lĩnh vực thì đến bây giờ tôi phải làm hàng trăm lĩnh vực khác nhau, cả tư vấn đã làm việc bắt tay và làm thật sự. Thì tôi phát hiện ra là chả có việc quái gì là việc mà thiếu hấp dẫn, mà cũng chả có việc quái gì là việc hấp dẫn cả. Và tất cả cái đấy nó nằm ở suy nghĩ của mình hết. Và đến khi tôi đủ trưởng thành, tôi đi một vòng tôi đủ trưởng thành rồi thì tôi phát hiện ra là hóa ra bây giờ mình làm cái quái gì cũng thêm vui. Tức là tôi về nhà tôi có thể làm ngồi hỗ trợ mấy cái bác thợ xây, mình cũng thấy vui. Ngồi họp trong cái cuộc họp hội đồng quản trị cũng thấy vui. Đi xuống nhà máy sản xuất máy biên thế MBT làm việc với mấy anh chị kinh doanh cũng thấy vui. Làm việc với mấy bác thiết kế cũng thấy vui. Xong quay về tập đoàn thì lại làm việc với ngồi ở quán trà đá với mấy anh em ngồi chém gió cũng thấy vui. Và ngồi họp ở đấy cũng thấy vui. Tức là khi mà bạn đủ tầng bậc trí tuệ thì thực ra bản chất việc gì cũng mang lại niềm vui cho bạn. Và cái sai lầm lớn nhất của con người bây giờ, chính tôi cũng đi dạy hướng nghiệp, nhưng tôi cho rằng sai lầm lớn nhất của con người bây giờ chọn việc. Và tôi khẳng định với bạn rằng chả có việc gì hấp dẫn, mà chẳng có việc gì đau khổ hoàn toàn cả. Vấn đề là nằm ở chính bạn. Tức là bạn đã thực sự tập trung, thực sự thành kẻ số 1 trong lĩnh vực ấy chưa, hay là bạn mới bước chân vào một thời gian thôi thì bạn đã thấy rằng nó chẳng có giá trị gì. Và nên nhớ, công việc nó cũng giống như cuộc đời mình, cũng giống như bạn leo lên từng tầng bậc của ngôi nhà vậy. Bước chân vào thì bạn vào tầng trệt, phải có thời gian thì bạn mới lên được tầng 2, lên được tầng 3, lên được tầng 4. Và bắt đầu bạn mới thấy à, ngôi nhà này nó không thất vọng như mình tưởng. Ở tầng trệt nó tối tăm. Thì làm nghề cũng vậy thôi. Bước vào nghề thì những cái năm đầu chắc chắn mặt mũi bạn cũng tối lại, nó cũng giống như bước vào cái tầng trệt của ngôi nhà vậy, nó cũng tối tăm. Nhưng cùng với thời gian bạn kiên trì từng bước thì bạn sẽ tìm thấy cái niềm vui. Cũng giống như bạn lên tầng cao vậy, bạn sẽ thấy bầu trời thôi. Vì vậy bạn, tôi khuyên những cái bạn trẻ đừng chọn việc nữa. Thực ra chả có việc gì dành cho những kẻ lười và thiếu tập trung mà lại tìm thấy niềm vui trong công việc đấy đâu. Chỉ có áp lực thôi. Và chỉ có những kẻ tập trung, không có chọn việc,
thì những kẻ đấy rồi kiểu gì cũng sẽ đi thấy được niềm vui trong công việc. Chính vì vậy tôi khuyên bạn là thôi, ít lựa thôi, hãy tập trung vào gì, làm việc cho thật tốt, rồi bạn sẽ leo lên đỉnh cao của nghề nghiệp, và khác bạn sẽ cảm nhận được cái nghề đấy nó hấp dẫn như thế nào. Và chúc bạn thành công với cái việc kiên định làm với một nghề của mình, cho dù nó không hấp dẫn nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy hấp dẫn sau một vài năm mà bạn thành công. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn.